Anh rốt cuộc muốn thế nào mới dịu buông tha Tiết Ca đi? Tôi tại sao phải bỏ qua cho anh ta chứ? Cho tôi một lý do đi. Như Tử Vọng, cô không phải là tự nói sẽ hay hơn sao? Một lý do đi nào, nói tôi biết đi, tại sao phải bỏ qua cho anh ta? Tôi xin anh. Thật ra anh không cần phải ép anh ấy. Tôi không phải là đang ở đây sao? Sinh mạng sớm đã là của anh rồi, không phải sao? Hết rồi à? Đây là lý do cô thuyết phục tôi hả? Tử Vọng, em làm rồi. Em có biết bao nhiêu năm qua ở bên em tôi đã được cái gì không? Tôi đạt được nỗi đau, nhưng mà vết thương đó ở đâu ra chứ? Cũng chính là của Tiết Ca. Tôi muốn người làm tổn hại tôi cũng bị tổn hại giống như tôi. Tôi muốn để cho anh ta cảm giác đau khổ như tôi vậy đó. Anh muốn tôi làm sao? Muốn làm sao đây mới có thể xóa bỏ được mối hận trong lòng anh, ngừng việc báo thù? Anh nói tôi, cho tôi biết đi. Anh nói đi nào. Cô cầu xin tôi sao? Tôi không nhìn lầm chứ? Dương Tử Vọng cao quý kiêu ngạo, bây giờ đang cầu xin tôi sao? Nói trắng ra tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi muốn em nói cho tôi biết tôi nên thế nào đi. Em quyết định làm thế nào? Em mới nói đi, rốt cuộc ai đang làm tổn thương tôi? Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao đi. Nói tôi biết đi. Cô Tử Vọng, xin cô hãy cho tôi biết đi. Vậy thì hãy hủy hoại em đi. Nếu như là như vậy, có thể làm cho anh đỡ hơn một chút. Đúng rồi. Em làm cái gì thế? Em là gì Tiết Ca mà bán đứng bản thân mình? Em làm cái gì vậy? Em nghĩ tôi sẽ cần loại con gái như vậy sao? Trong lòng tôi thật sự muốn một người con gái thật lòng. Tại sao bây giờ em lại dùng cách này để mà làm tổn thương tôi? Chỉ cần cho tôi biết người con gái tôi yêu sâu đậm có liêm sỉ vậy không? Tử Vọng, muốn làm loại người con gái này thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không muốn làm tổn thương em đâu. Tôi đến để dẫn Tử Vọng đi. Nếu như anh cản tôi hả, thì cứ thử xem. Anh muốn dẫn quái đi à? Cứ tự nhiên. Tôi với quái hết hứng thú rồi. Anh nghe hiểu không?
ngày nào cũng gặp cô ấy. Tôi thấy phiền phức lắm rồi. Chắc là đau lắm. Nhưng mà thực ra tôi đã không còn có cảm giác nữa rồi.